này cứ để thần khác giải quyết đi. À này, chuyện gì mà con hỏi ăn vừa chảy vừa quý máu? Lại nói đến con ăn. Rõ ràng là từ trong bụng mình đẻ ra. Thế mà cứ như là con nhà ai ấy. Thật chẳng hiểu nó làm sao nữa. Nhưng phải có lý do gì chứ. Nó xuống cái nhà, thế chúng con quỳ xuống cái chân tôi. Cứ nhìn thấy nó xó họ chạy thế thôi. Mình như vậy có nghĩa là không yêu à? Ừ, ở trên này ánh đèn không đẹp, con nó phát tí. Có năm nào em bán đâu. Với lại nó cũng đẹp trai giống tôi. Đi đâu lại đâu từng đàn. Lo gì mà nó không có. Cái nào? Cái nào theo? Ông vừa nói gì? Nói lại cái nào? Không. Cái nào? Tôi bảo bên khác. Nhưng tôi thì đúng dạng. Ông giỏi lắm. Thảo nào? Gần đây tôi thấy ông khác lắm. Không không. Thế ra chùa chưa có ai bán hàng cho chị ý không? Hình như chùa hôm nay cũng không đông lắm chị ạ. Nên là em vừa đi qua em thấy nó cũng vắng. Năm mới giàu. Ơi. Cái gì? Cái này vướng. Cái này là cái gì đây? Vòng đây à? Sao không rút ngắn lại được à? Đây. Vòng mới đây à? Để máy nữa. Không sợ đâu, dây này vướng lắm. Không phải cái dây này, dây thuốc, thuốc của nó. À đâu, cái thuốc của nó đâu? Đóng thuốc của nó đây. Đây, ngắn này được, xong rồi cắt đi. Vâng, cắt đến đây thôi. Cắt ngắn đi thôi. Năm mới phát tài bạn sự nhé. Mình cảm ơn bạn nha. Bạn năm mới phát tài trẻ khỏe nha. Năm mới giàu. Cảm ơn Thủy nha. Cảm ơn Hữu hay là Thủy gì đấy. Tóc buộc lại đi. Tóc chán lắm. Tóc đang nuôi mái mà nên là nó cứ xấu. Tóc năm nay tao thả đi làm tóc. Tao là muốn làm cũng không làm được, mà cũng chả có tiền mà đi làm tóc luôn ý. Chào Trung nhá. Chẳng có cái mách nhỉ. Tóc tao chán lắm Trâm ơi. Chán vãi luôn ý. Công việc để không thể nghĩ điều gì khác.
Vâng. Vắng, hôm nay vắng. Ơi, em hỏi bố ấy. Chị có đi đâu, chị ở nhà mà. Kiểu như là bán chả cá các thứ, xúc xích các thứ linh tinh ấy mà. Bán như bán ở cổng chùa ấy.